ra đó là sẽ phải kể ra một bí mật động trời của mình mà không ai biết. Và nói lúc một mình thì em hay thường em thẳng, nhưng mà đặt trai em thẳng hơn. 2, 3. Chăm nghe không bằng mắt thấy. Bây giờ anh Viết Thành sẽ trực tiếp hướng dẫn mình quay và dựng clip TikTok. Thì clip đầu tiên bọn mình quay sẽ là mang nội dung là siêu nhân gao biến hình. Bọn mình sẽ biến hình từ 3 siêu nhân gao lên thành những chiến binh rất là sexy. Ok các bạn, thì để quay TikTok thì ta chỉ cần một cái máy điện thoại và một cái chân máy quay dựng để giữ chắc cho máy để chúng ta quay. Thì đây là một mình quay theo chủ đề là slow biến hình. Thì nó có hai khung cảnh. Khung cảnh đầu tiên thì các bạn lại mặc cho mình một cái bộ quần áo gì đấy trông phèn phèn, nó trông nó ngu ngu một tí. Đây trông quần áo của cảnh sát cổ bọc đây. Còn cái khung cảnh thứ hai thì các bạn lại chuẩn bị cho mình một quần áo ngầu, hoặc là theo funny một tí, bạn biến thành con gái, hoặc là biến thành cái gì nó hài hài đối với tùy vào theo phong cách của các bạn. Nghĩa là hai hình tượng phải đối lập nhau đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Thì giữa hai khung hình ấy thì các bạn muốn biến hình muốn mượt ấy, thì bạn phải giữ nguyên, nhưng mà quay xong đoạn này giữ nguyên này thì các bạn phải đứng nguyên như đấy, không được cử động gì đấy, nó sẽ mất vị trí. Thì đây một hai ba ba chị em mình đã tập từ trước rồi, nói chung là cũng khá là ăn ý rồi. Sẵn sàng nhỉ? Ok rồi nha. 3, 2, 1. Nơi nào có sự sống, nơi đó có công lý. Cái chân nhân cao biến hình. Ok. Ok, không phải đứng đợi. Mọi người chỉ cần giữ nguyên cái chân của mình là được. Thì mình thì mình ấy lắc lại nhá. Để em nhớ rồi. Cái là cảnh trước với cảnh sau nó phải ở cùng vị trí đúng không? Hoặc là chi cạnh một tí cũng không sao cả. Ok. Đây các bạn, mình đã chuẩn bị lại một khung cảnh rồi, tại vì nó chưa ưng ý thế nào. Mình sẽ quay lại nhé. 3 2 1. Nơi nào có sự sống, nơi đó có công lý. Cái chân nhân đạo. Biết đi. Ôi giời, nhanh quá. 3, 2, 1. Nơi nào có sự... Sorry. Mặt kiểu của em, mình kiểu phải như này. Mình đang ngầu à? Mình ngầu thôi. Chỉ như ngầu mình phải ngầu. Đầu tiên là như này chứ ạ? Rồi. 3, 2, 1. Nơi nào có sự sống, nơi đó có công lý. Cái chỉ biết nhân cao. Biết đi. Ok các bạn, vấn đề của mình vẫn chưa ok lắm. Thì bây giờ ba chân mình một video thật là tuyệt đẹp. Thì nay mình sẽ quay lại nha các bạn. 3, 2, 1. Nơi nào có sự sống, nơi đó có công lý. Cái chân mình nhân cao. Biết đi. Ok, có vẻ em ghét, có vẻ mình thấy bạn lại chậm rồi. Nơi nào có sự sống, nơi đó có công lý. Cái chân mình nhân cao. Biết đi. Thưa các bạn, thì ba chân mình đang hóa trang thành những người xinh và đẹp nhất rồi. Các bạn bên đây mình khá là xinh đúng không các bạn? Thì bây giờ là bắt đầu quay thôi. Khung hình các thứ đã sẵn sàng. 3, 2, 1. Hồi vất vả lăn lộn với cái này thì cũng quay xong. Thì bây giờ sẽ chuyển sang giai đoạn edit và edit à? Vâng, edit. Và mình sẽ nhường lại cái giai đoạn cực kỳ quan trọng này cho một nhân vật cực kỳ quan trọng. Hành quốc đoàn. Đây là cái edit đúng không? Vâng. Edit như nào? Thì chúng ta sẽ đầu tiên cũng chọn nhân viên video nào mình thấy ưng ý nhất thôi. Nên ta vào cái ứng dụng của Trung Quốc này. Và cái phần cộng này. Thế với clip này thì mình sẽ edit mấy app? Clip này quay đơn giản, edit một app thôi. Một app này thôi. App này sẽ là chủ yếu. Cuối. Đây thì cuối. Ok. Thế cái phần này mình sẽ cắt cái này, cái phần mà mình không thích đi. Đây là cái cắt này. Phần này là cái tua nhanh tua chậm này. Toàn tiếng Trung chả hiểu gì em ạ. Cái này phải bỏ từ qua tiếng Trung thôi. Thì nói chung là mình sẽ mình cắt trước này. Mình sẽ cắt đúng cái đoạn cúi xuống đúng không? Đúng rồi. Đây, mình sẽ cắt tiếp. Chờ mình lấy cái lực, chờ nó lên cả hai. Để cái hành động nó nối tiếp nhau đúng không? Cắt đúng cái đoạn này đúng không? Cắt này thì mình tăng lên nó nhanh. Lúc mình nhanh thì nó trông nó sẽ mượt hơn. Thật hơn đúng không? Thật hơn. Cho nên tầm 1.4 nít là đẹp. Đấy. Nên đây là này đấy. Cái đoạn hành động giao giữa hai cái khung đấy đúng không? Nhanh lên đây.
đứng lên nhanh một tí. Đây, cắt đi. Cả hai bên nào đều hai bên cái dao này mình lên 1.4 hoặc 1.5 tí. Đây. Đây có thể cho thêm slow. Slow. Đây là cái đoạn cuối của video 1 và đầu video 2 mình sẽ cắt thành cái đoạn nhỏ xong mình speed cái đoạn đấy lên để cho cái hành động nó nối nhau. Vâng, như thế này. Đấy. Hóa ra là vậy. Ủa, mượt thế nhỉ? Bình thường chị không biết đấy, chị chỉ ghép hai cái video vào với nhau thôi. Nghĩa là cái đoạn chuyển động tác thì lại nhanh, đến động tác thì lại slow một phát đúng không? Đấy, đây đây em, chỉ tiến nhanh động tác này. Đấy, nó lại chậm lại. Cắt tiếp thì cái phần thô cái thứ đã xong rồi, bây giờ mình chèn nhạc. Đâu xem một lần thô nào. Ít sợi cái này là tốt rồi. Ok ok, bây giờ mình sẽ skip vào phần thô xong mình sẽ ghép nhạc vào. Đây mình phải đao nhạc sẵn về đúng không? Vâng, có cái nhạc nào hay mình đao về video này, có trong bây giờ có nhạc là ok. Trong bây giờ đấy có nhạc, ok đây. Chỉ lấy phần âm thanh của phần video đấy thôi. Đây, mình sẽ lấy cái nhạc cao trước nhá. Thế là em tìm video trên YouTube xem quay lại màn hình để lấy âm thanh. Vâng, đúng rồi, quay lại. Đây, cao ổ thôi. Lấy một chữ cao ổ thôi à? Vâng, cao ổ thôi. Phải bao nhiêu lâu thì có thể thuần thục cái app này? Thì mình cứ nói chung là mình cứ làm nhiều là mình sẽ tiếp tục, nên là cũng không biết làm đâu. Khi mình mà làm nhiều mình sẽ nhớ ý, nó lên cái gì. Sau khi cái đoạn đầu xong ấy, mình sẽ cho cái nhạc của mình ngầu ngầu vào đấy. Mình cũng sẽ quay lại màn hình một cái video nào đấy xong mình lưu vào camera. Hoặc là còn cũng có thể là trên TikTok thì bây giờ nó ngầu ngầu ấy, mình sẽ lưu cho lên mình. Đến đoạn giữa mình đổi thành nhạc khác rồi đúng không? Đến đoạn cái nhạc khác rồi. Vì nhạc cao này không có đoạn này, nhạc nào nó bốc cả. Phải cắt được tí một đấy nhở? Vâng, cắt được tí cho chuẩn nhạc. Làm nào để đúng lúc hất lên phát là nhạc nổi lên luôn đúng không? Vâng, đấy xong rồi mình sẽ ghép cận luôn, cận đúng không? Vâng, sau giờ mình sẽ cận thì vẫn cận vào. Đúng. Là sau khoảng tầm 15 phút thì bọn mình đã edit xong clip cũng khá là nhanh đúng không? Trời ơi, Thành edit quá là thần thánh, là thần tốc. Bây giờ mình mở ra xem thành quả như thế nào. Nơi nào có sự sống, nơi đó có công lý, các chiến binh nhân đạo. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Clip này sẽ được triệu view. Yeah, các bạn chào bạn Tinh. Xin chào. Bye bye. Khớp nào. 1, 2, 3. Bye bye. Lại. 1, 2, 3. Bye bye. Lại nha, lại cuối. Bye bye. Chào bạn, bye bye. Bye bye. Bye bye nha. Ok. 1, 2, 3. Bye bye. Bye bye. Từ dẹp bay. Xong rồi. Rồi, xong.